Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu Touring mà các bác không còn gì xa lạ nữa, nó là dòng Meria. Nhưng đây là một phiên bản người khám phá Discovery 600. Vâng, bây giờ mình sẽ anh đã tổng thể chiếc xe. Vâng, tổng thể xe có sơn màu đen, những đường chỉ trắng đó nhá. Đây là một mẫu xe rất là ít và hiếm về bên em, mẫu Meria Discovery. Vâng, những cái mẫu border này là rất là cao cấp nhá, Discovery 600. Bác lên trên mạng ở tham khảo thêm. Đây là một dòng Meria xuất trong thị trường ở châu Âu. Vâng, tổng thể xe em đoán khoảng trên 85%. Màu đen, có một vài vết sức nhỏ nhưng mà tổng thể xe không ảnh hưởng đến xe cả. Xe làm từ hợp kim nhôm các bác nhá. Đây, thông số xe là các tem xe bị xả, bị xé rồi. Nhưng em đo sai là size 17, tức là size châu Âu, tức là size của mình là size S. Thế là các bác cao từ 1m6, 1m9, 1m7. Meria Discovery 600. Dòng này là dòng xuất trong thị trường châu Âu của dòng Meria, rất là ít. Vâng, xe được trang bị thêm với người chủ cũ nâng cấp thêm với cái cổ gật gù của xe. Đây các bác nhìn cái cổ gật gù đấy, các bác có thể điều chỉnh được chân xe cao thấp đấy, tùy độ người mình, người cao người thấp thì có thể nâng được cái ghi đông xe này đây. Đây điều chỉnh ở chỗ này các bác nhìn rõ đấy, có thể vươn cao vươn xa hoặc là cúi người khoong người theo điều chỉnh của xe cho chỗ phù hợp. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano. Vâng, cổ có ghi đông của chính hãng ra không nhá. Discovery. Vâng, đây là cản xe đó thì cũng được chỉ bỏ để nhận thức xe. Và nguyên bộ vành của xe cũng là chính hãng của dòng Discovery 600 các bác nhé. Dịch ra là người khám phá, các bác thể lên cho bạn tham khảo thêm về cái dòng Meria xuất khẩu xuất đâu này. Xe được sử dụng với bộ vành hai lớp, vành đen, rất là khỏe xe. Kích thước lốp là 700x32C. Xe Touring được sử dụng với lốp chọc, lốp chọc, lốp đầu sư. Đấy, nhưng mà có những cái điểm gai gai nhỏ nhỏ li ti trên sân chân lốp xe này có nhìn rõ. Vâng, xe được trang bị với đùi đĩa Chubati. Vâng, cái như em những video trước em giới thiệu bác thì cái dòng Chubati này là chuyên là dòng sản xuất những ghi đông tay cầm cốt yên và bàn đạp đùi đĩa của thương hiệu Mỹ, rất là nổi tiếng các bác nhá. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Alivio, trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa tôi sử dụng ở xe 20 tốc độ. Vâng, cũng là đĩa của Shimano nguyên bản trong xe. Cốt yên và yên xe là chính hãng của cho xe Meria. Yên xe có nghĩa ở giữa có cái lỗ hổng để cho các bác ngồi rất là thoáng. Vâng, bây giờ sẽ đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, đây là hoạt động hình động của xe, nhìn rõ lên đĩa, lên lip này. Vâng, rất là mượt mà, với 8 tầng lip của Shimano chính lip này. Hầu như chuẩn của xe không một lỗi chi tiết nhỏ là rất mượt mà.
Đây là bên bên đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Meridia Discover 600, tức là dịch ra là người khám phá của dòng Meridia xuất trong nhiều châu Âu. Vâng, đây là một mẫu Meridia rất là hiếm có bên em, dòng Discover. Bác có thể lên trên mạng để biết thêm chi tiết về mẫu dòng gian Discover này. Vâng, xe bên em có giá là 5.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và cho bác tin. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.